này thành công và thắng lợi đấy, đi đã thấy nó may mắn rồi. Đúng rồi. Đây thì lại càng càng may mắn hơn. Hơn. Này kiến thị chắc mà lời mưa mà mình đi để cái đây nắng không? Không mưa thế nào? Nắng chưa. Nắng sống mưa tuổi thì ai cũng làm. Trước bình xó người ta mới thu cái flow ra chết thì không thể chữa hết. Cô bạn này tôi đi ra đi sân bay ở khu đây sao? Xe số 110 và ở xe của chúng ta sẽ có một cái giải vi băng này. Vi băng này để làm gì? Để nhận biết hành lý khi chúng ta ở băng truyền ở bên Thái hoặc là khi chúng ta tập trung đồ tại sảnh của lễ tân thì mặc định cái này là của đoàn nhà ta. Các nhà nhá. Khi bất cứ đi đâu đó nếu như chú ý hoặc là tập trung tại băng truyền hay là tập trung tại vị trí thì cứ nhớ cái này là cái đồ của nhà mình rồi. Nhà mình nhá. Cho đoàn hoặc là lấy cho đoàn ha. Rồi. Những hành lý mà chúng ta đeo cái này là những hành lý vali to như này nè. Còn ví dụ như vali sách tay chúng ta không cần nhá. Để cho đảm bảo là mỗi thành viên đều có, thì bảo chỉ chuẩn bị khoảng tầm 40 mấy cái thôi. Đây là nhá. Ok. Nguyễn Tiến Đạm à? Nguyễn Tiến Đạm à? Đạm à? 1973 Đạm quá thần luôn ạ. Cô Thị Thông à? Triệu Đức Liên à? Hoàng Thị Hương à? Lê Thị Huế là thứ hai. Phạm Thị Bên à? Chưa có ạ. Nhóm này cũng là nhóm này ha. Đăng Bá Sách à? Chưa ạ. Đăng Thị Xuân à? Chưa. Vũ Thị Tuyết à? Chưa. Dương Thị Thu Hiền à? Nguyễn Thị Yến à? Nguyễn Thị Yến. Ok là. Phạm Thị Phương à? Phạm Thị Phương. Tự là để tiết kiệm pin. À thế ạ, mới xịn ấn Thái Lan ở đây qua lại đây. Quá tròn thế. Người ơi, bọn mình chuẩn bị đi Thái Lan đây. Văn Yên à? Anh này là hướng dẫn viên. Thị Nhan ạ. Đây ạ. Yes. Nguyễn Thị Mai ạ. Đây. Ok là. Nhiếp hiệu vẫn đang ngồi. Nhiếp hiệu. Đây là bác Nguyễn. Bác Nguyễn chào mọi người đi. Bác Nguyễn chào mọi người đi. Bác Vinh với bác Nguyễn thả tim nào. Thả tim, trái tim. Trái tim. Trái tim. Bùi Văn Bắc ạ. Tim như thế này. Tim như thế này đấy. 1986 ạ. Ôi. Yêu gái, yêu gái. Nguyễn Văn Trinh à? Hai, đây. Chủ nhân của chiếc camera xịn. Cháu cũng đi vào đoàn này. Vâng ạ. À. Cháu đi cùng bố. À, thế hả? Bố cháu đây. À, thế hả? Vâng ạ. Cháu ở quê ở đâu? Cháu ở Quảng Ninh. À, Quảng Ninh hả? Vâng. Bố thì đang đánh bố là thế. Sân bay.
nhiều áo. Cao gì Hải ạ? Gia Bảo ạ, muốn tiếp đến có chưa? Thôi rồi. Hiện tại chúng ta đang còn thiếu. Hai. Bọn mình chuẩn bị đi Thái Lan. Rất là đông luôn. Đang đợi là đang đợi đến Tuyết, Tăng Thị Xuân, Tăng Bá Sách, Phạm Thị Bên, Lê Thị Thuế. Đấy là những thành viên chưa có mặt tại đây. Cả nhà nhá. Ok. Quan trọng là cả nhà nhá, nên mang theo cái này. Những đồ vật không được mang, không được để ở chỗ này là những đồ vật dao kéo. Dao kéo này. Một đồ vật trên 100 mil sẽ để ở hành lý, ví dụ là dưới 100 mil nhỏ hơn cái chai này vui lòng để cho hành lý sách tay. Bây giờ nhá, một chúng ta là một người, hai ba chúng ta là gia đình. Đều là cái gì ạ? Tiến đến tiến lên tiến sang Thái Lan rồi ta chẳng thấy ra. Đơn giản là cái gì ạ? Viết lên Việt Nam. Viết lên Việt Nam. Viết lên Việt Nam. Xin chào Thái Lan. Rồi. Ok không ạ? Ok. Rồi bây giờ ha, chú ơi vào trong hàng đi chú. Rồi. Rồi. Một. Viết lên Việt Nam. Cứ đi xếp hàng, cứ đi thứ tự vào luôn. Chiếu mà quên thì đúng rồi. Không ai cũng nào. Họ chiếu mà quên thì là gần đất xa trời rồi. À bác cô chú ơi đứng sau bên rồi. Quá thì thế này ông đẹp trai này.
lúc. Em ơi, cho anh đứng thêm một hàng nữa, hàng đi hết rồi, hàng vào nhé. Nhưng mà đi hết hàng này, đi hết hàng này, đi hàng tiếp theo ấy. Ý, lố. Coi như là biết quỷ đi. Ấy thôi, đúng đúng.
Đoàn mình đâu rồi? Mình đây à? Đấy.
Cười tươi, cười tươi. Dưới cho mẹ mà, phải dưới cho mẹ mà. Giờ trên này là vị trí em là vị trí đầy tới xe. Rồi cái nhà chúng ta ổn định vị trí ngồi hả? Kiểm tra lại tư trang hành lý của mình với vị gia đình Pitney chúng ta kiểm tra lại một lần nữa ha. Rồi. Rồi hành lý chúng ta có kéo ra xe chưa? Nha. 5.000 của xe mới kéo nhà, quan trọng là hành lý của mình à. Xin chào. Ở trên xe mình có YouTuber luôn này cả nhà ha. Hãy ghi lại những cái phần. Ok. Rồi Vinh sẽ gửi nút cho đoàn chúng ta luôn nhé. Rồi bác trai ngồi vào vị trí ghế dùm cho con đi ạ. Xe để bắt đầu xuất phát đi ạ. Người Thái ngủ khách sạn người Thái, ở cùng người Thái nhưng mà chưa nằm cùng giường với người Thái thôi. Là khoảng 15 đến 20 ngày trên một tháng thôi nhỉ nhé. Chính vì thế nên ở đây có chỗ nào nhà vệ sinh gần nhất điểm tham quan con cũng biết. Ca nào cô ấy lau nhà vệ sinh con cũng biết. Chính vì thế nên tất cả các cô, chú, các bác nhà mình nếu như đi đến điểm tham quan nào đó mà cần tìm nhà vệ sinh là một này. Thứ nhất, cái thứ hai, chỗ nào có ăn chơi vui vẻ như thế nào đấy thì nhà mình cứ nói với con ha. Đừng có tự động di chuyển đi, tại vì như vậy thì con rất khó kiểm soát đoàn. Tại vì là thứ nhất là các thầy, các u nhà mình không có biết tiếng Anh, đúng không ạ? Hoặc là thậm chí nói người ta cũng không có hiểu là một. Thứ nhất, cái hai nữa là sim điện thoại thì nhà mình lúc gọi được lúc không cả nhà nhé. Chính nên nên đi vệ sinh hay đi đâu đó cứ nói qua với bảo bảo ơi cô chú đi vệ sinh đợi cô một xíu không ạ, thì quản lý đoàn rất là dễ cả nhà nhé. Ok ha. Dạ yeah. Giống như là các cô chú nhà mình á, có cái đợt đi xuống dưới ở Bà Tây Đa cả nhà mình, thế là xuống khách sạn để quên cái chìa khóa ở đó, xuống lễ tân xin cái chìa khóa nhưng mà không biết nói tiếng Anh. Thế là nói với hành động body language của mình như này này. Hey. Dạ, đây là cái chìa khóa. Đây là cái ổ khóa. Ngoáy 2-3 cái, mở phòng ra nha. Thế thì bố thằng Tây nó cũng không biết được, đúng như là mình ha. Cầm cái chìa khóa như thế này nha.
đây là cái ổ khóa trong phòng, lắc lắc cái tay mấy cái mở phòng. Và chính vì thế nên nhà mình cũng sẽ lưu ý về cái body của mình ha. Về thời gian ở bên Thái sẽ xem và bằng với thời gian của Việt Nam mình. Chính vì thế nên bây giờ là 6 giờ kém, đó chính là 20. Thì ở Việt Nam mình cũng sẽ là 6 giờ kém 20 cả nhà nhé. Thì chính vì thế nên thời gian đồng hồ chúng ta không cần chỉnh lại giờ cả nhà. Rồi, cái lưu ý tiếp theo thông báo với đoàn nhà ta, đó chính là bảo sang bên này sẽ gồm có 4 nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ đầu tiên đó là tìm đó là tìm các cô chú anh chị nhà mình đi lại. Nhiệm vụ đầu tiên là kiểm soát, kiểm tra này. Rồi những thành viên nào mà đi như thế nào đó, bảo sẽ là kiểm tra tất cả các điểm tới lên trên xe có đủ hay không. Chính vì thế từ giờ đến 5 ngày nữa thì bảo nhà mình sẽ thấy một hành động rất quen thuộc với bảo trên xe đó là như thế này. Xem có đủ hay không là nhà, đó là nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ số 2 đó là nhiệm vụ tư vấn cho đoàn nhà mình ăn ở đâu, chơi ở đâu, như thế nào, đấy không ạ? Alo. Chắc có lẽ cảm ơn lời chia sẻ của Gia Bảo rất là nhiều. Chắc có lẽ lời nói đầu tiên cho phép Vin đúng lựa chọn đồng nhiệt đến toàn tất cả cô chú chị quý vị đến từ Việt Nam. Xe gửi tại Vũ Thái một lời chào đầu tiên thân thương và những nhà sinh hoạt đi khắp. Sau hoạt đi ra. Như vậy giờ cái từ cuối cùng, từ tha, từ khắp, từ cha, đó là giới tính của mình xác định được không ạ? Và sau hoạt đi là lời xin chào của người Thái. Như vậy thì 5 ngày 4 đêm tại quân bất Thái sao ạ? Các u các bái sao ạ? Chúng ta không có chào bằng tiếng gì ạ? Tiếng Việt Nam nữa không quý vị ạ? Chúng ta chào bằng tiếng gì ạ? Tiếng Thái Lan được không ạ? Một lần nữa sau hoạt đi khắp. Nhanh cả nhà, được rồi, là như vậy là được rồi ha. Như vậy giờ nếu như chúng ta muốn chào ngắn gọn để cho người Thái hiểu, mình quên cái từ sau hoạch đi, thì mình cứ miễn sao người phụ nữ mình nhớ gặp người Thái mình kha, thì người Thái cũng hiểu đang chào họ. Ví dụ người đàn ông mình gặp người Thái mình khóc cũng hiểu là như vậy cả nhà ha. Như vậy thì Vinh cũng bạn phép cho Vinh làm cái thủ tục của đoàn chúng ta một xíu nha, tại vì số lượng đoàn chúng ta rất là đông. Cái nhà thì có một cái bài phát biểu dành cho quý vị khách chúng ta là như vậy, thì cho Vinh xin khoảng 1 đến 2 phút cả nhà ha. Làm xong hết tất cả thủ tục rồi Vinh sẽ chia sẻ về văn hóa sống của người Thái cho đoàn chúng ta. Ok, rồi để Vinh làm xong cái nhiệm vụ của Vinh quý vị nha. Như vậy thì có một bài phát biểu bên Whitney gửi cho Vinh. Như vậy thì kính chào hết tất cả gia đình Whitney. Trước tiên tôi muốn chào mừng quý vị đến với Thái. Theo những gì tôi biết, đây là lần đầu tiên công ty Whitney tổ chức sự kiện tại Thái Lan và lần đầu tiên chúng tôi được phục vụ cho Whitney. Chúng tôi sẽ cung cấp một cái dịch vụ tốt nhất cho quý du khách chúng ta. Và số lượng người tham gia chuyến đi này lên đến gần hơn 5.000 người. Như vậy sao? Như vậy thì điều này cho thấy sao cái sự ảnh hưởng lớn của Whitney trong những cái ngành nghề lớn của chúng ta, ví dụ như là làm đẹp quý vị ha, trí tuệ nhân tạo và tài sản không thể thay thế. Như vậy thì công ty Whitney luôn tuân thủ khái niệm đó chính là tích lũy sức khỏe một cách giàu có cho đoàn của chúng ta. Như vậy những cái dự án bán lẻ và nông nghiệp giúp cho các thành viên nhóm tiêu dùng sử dụng những cái sản phẩm chất lượng cao và tạo cơ hội kinh doanh thông qua cái nền tảng Whitney và mang lại hiệu quả kinh tế rất là đáng nể. Chuyến đi Thái Lan năm 2023 lần này, từ việc sắp xếp khách sạn lên lịch trình cho đến chọn nhà hàng ăn uống, Whitney đã tiến hành khảo sát dịch vụ, lập kế hoạch giao tiếp, trao đổi, và chúng tôi tin rằng chuyến đi này sẽ mang lại một cái sự trải nghiệm rất đáng cho quý vị. Và cùng với đó, sự kiện này chính là sự kiện chính là Gardiner được tổ chức của Whitney, được tổ chức vào ngày 24 tháng 9 tại trung tâm hội nghị Impact của Bangkok. Gardiner sẽ là một điểm mang lại ăn uống thú vị đa dạng và sân khấu ấn tượng với những màn trình diễn đặc sắc và phòng trao giải thưởng, chắc chắn sẽ mang lại cho quý khách chúng ta một cái bữa tiệc rất đáng. Ngoài ra, để có một sự trải nghiệm tại văn hóa Thái, lịch trình đưa mọi người đi khám phá thành phố suy giảm và nguồn nhiệt đới nông nước tại thành phố Pattaya, quý khách sẽ được thưởng thức ẩm thực ngon và đa dạng. Và chúng tôi tin rằng mọi người sẽ có một chuyến đi đáng nhớ và tràn đầy năng lượng sau 5 ngày 4 đêm. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Như vậy thì Vin cũng xin tự giới thiệu, em tên là Vin, cả nhà ha. Cháu tên là Vin, V-I-N. Vin, năm nay Vin 32 tuổi, nhưng mà cũng chưa một lần nắm cổ tay ai. Dạ, nắm bàn tay thì cũng nhiều rồi. Và hôm nay Vin rất là vinh dự được thay mặt cho công ty Thái Quang Xiển sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng quý đoàn chúng ta
kính chúc cho đại gia đình Pitney chúng ta sao có một chuyến tour, một kỳ nghỉ tham quan, học tập và làm việc ở tại đất nước Thái Lan đại học nhiều thành công và tốt đẹp một lần nữa sau quả thi khắp. Như vậy thì gia đình chúng ta cứ gọi bên này là có Gia Bảo đẹp trai được không ạ? Ở đầu cầu Hà Nội đưa chúng ta qua Thái, ở bên Bắc Thái này có một người con gốc Việt ở tại đất nước Thái Lan này, đó chính là Vinh. Cả nhà ha, Vinh sinh ra tại Thái, ăn học ở tại Thái cả nhà ha, và cũng có một thời điểm Vinh ăn học ở tại Việt Nam. Bố mẹ Vinh đi sau năm 1975 đến với đất Thái. Như vậy cái nếu mà có một khoảng thời gian nhiều hơn thì Vinh chia sẻ cộng đồng người Việt sống tại đất nước Thái cho đoàn chúng ta. Và như vậy thì Vinh cũng xin thay mặt cho Vương quốc Thái Lan, cho vua Rama thứ 10 của người Thái, quý khách chúng ta đã lựa chọn Thái Lan là điểm đến, và Thái Lan mong muốn là sao mang đến một cái nụ cười niềm vui cho đoàn chúng ta trong lịch trình 5 ngày 4 đêm. Và như vậy cùng với đó trên xe sẽ có một bạn nữ quý vị ha, nam chuyển thành nữ rồi, đó chính là Thúy Liễu được không nha. Tại vì cái tên người Thái rất là dài, ví dụ như cái tên thủ đô Bangkok là Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahin Ayutthaya, là cái tên của thủ đô Bangkok. Như vậy sao mình không sẽ không nhớ được đúng không, nhưng mà Bangkok dễ nhớ không ạ? Dễ nhớ. Thúy Liễu là một tên Việt Nam nhưng mà bạn là người Thái gốc Thái nha. Bạn là người Thái gốc Thái, nhà ở phía đông bắc giáp với Lào, nhà ăn học đại học ra trường là như vậy. Như vậy Vinh là hướng dẫn viên của công ty du lịch tại đất nước Thái Lan, Gia Bảo là hướng dẫn viên của công ty du lịch ở tại Việt Nam, và Thúy Liễu là hướng dẫn viên của tổng cục du lịch đất nước Thái Lan. Ba hướng dẫn viên trên này đều là trai xinh gái đẹp sẽ hỗ trợ cho 39 vị khách đẹp nha cả nhà, tràn đầy năng lượng của Pitney chúng ta là như vậy. Và một thành viên nữa chính là tài xế xe được không ạ? Bác Tài hiện tại đang ngồi mé bên tay nào của đoàn chúng ta ạ? Bên trái hay phải? Bên trái. Bên trái bên này, phải bên này. Như vậy bác Tài hiện tại đang ngồi ở phía sau lưng của vợ của con Vinh, của cháu Vinh được không ạ? Nhưng mà thôi tài xế không có chào chúng ta được nhá, tại vì vô lăng bạn mất tiêu rồi được không ạ? Như vậy thì bác Tài cũng có chia sẻ với Vinh một số lưu ý cho cho quý đoàn chúng ta biết đi chúng ta là gì ạ? Là chúng ta không có sử dụng thuốc lá được không cả nhà? Sầu riêng cả nhà nha, tất cả các sản phẩm gì liên quan đến hai từ sầu riêng là chúng ta dùng ở dưới xe được không ạ? Thuốc lá chúng ta cũng có dùng ở dưới, có điểm cho đoàn chúng ta. Như vậy thì ở trên xe mình cứ sử dụng bánh kẹo là chuyện bình thường nha, mình uống cà phê trà gì đó chúng ta cẩn thận một xíu, đừng có đổ lên trên xe của tài xế được không ạ? Tại vì bác Tài không có phòng ngủ, tối bác Tài phải ngủ ở trên xe cái nhà, thì con khuyên như vậy. Và một loại trái cây nữa mà chúng ta không mang được lên xe, nếu như thành viên nào trả lời được đúng cái loại trái cây này con sẽ tặng cho một món quà cho đoàn chúng ta. Đầu tiên mít đã, sầu riêng nãy mới nói rồi đúng không ạ? Mít vẫn sử dụng được ngay cả nhà chứ, sầu riêng là không được rồi đó. Nhưng mà một loại trái cây nữa cho con thử đi. Măng cụt, dạ măng cụt vẫn sử dụng trên xe được, nhưng mà chúng ta cố gắng đừng có để cái măng cụt nó dính vào cái này. Măng cụt không có sử dụng trên phòng khách sạn nhưng mà vẫn sử dụng trên xe được, nhưng mà chúng ta phải kỹ hơn một xíu nha. Tại vì cái xe bắt tài rất là sạch cả nhà. Cái này sao Vinh bật mí một tí nha, là không có dùng mà người ta sử dụng là uống nha. Uống rượu hả? Dạ trái cây mà. Cô nào vừa mới nước dừa đâu, đưa tay lên. Ok, xin chào người đẹp ạ. Người đẹp đến từ tỉnh nào? Hải Phòng. Hải Phòng hả? Thành phố Hoa Phượng Đỏ đúng không vậy ạ? Ok cả nhà. Như vậy Hải Phòng thì không thích lòng vòng đúng không? Thẳng thôi, tặng cho một món quà đầu tiên luôn nhé. Cái này thì không có đáng bao nhiêu tiền cả nhà ha, chỉ là cái tấm lòng của bên thôi, cái một cái chai dầu của người Thái nha chị, cho chị nha, chắc mời Gia Bảo nha. Là như vậy. Cái nhà như vậy là một món quà nhỏ nhỏ. Nước dừa chúng ta không có uống trên xe, gia đình chúng ta cứ uống dưới xe. Tại vì sao ạ? Tại vì trong cái văn hóa khi một người Thái mất đi, tổng niệm người ta sẽ sử dụng nước dừa để rửa thân xác của một người đã khuất. Như vậy mình cứ uống dưới xe. Qua Thái nên uống nước dừa, tại vì Thái họ có một cái trái dừa nướng ở cả nhà, uống rất là thơm và ngon, là như vậy cả nhà ha. Như vậy thì hiện tại vừa rồi chúng ta đáp xuống một cái phi trường tên là phi trường Suvarnabhumi Mi, cả nhà, Suvarnabhumi Mi. Nhưng mà cái từ Mi này nè, nó sẽ trùng với tên của vua Bhumibol Ayurveda. Như vậy thì người ta sẽ nói ngắn gọn là Suvarnabhumi. Cả nhà bỏ cái từ Y phía sau lưng đi. Cái sân bay này đứng thứ 18 trên thế giới quý vị về sự bận rộn, nhà ga đơn lớn nhất trên thế giới. Chúng ta đi từ vị trí đầu bên này qua đầu bên kia một cây số rồi, và được đưa vào sử dụng từ tháng 9 năm 2006, nhưng mà được xây dựng bắt đầu từ năm 1976 được manh nha.
nhưng mà trải qua rất nhiều đời thủ tướng vẫn không làm được, đến thời kỳ của Thaksin Shinawatra. Cả nhà có nhớ ông biết ông này không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ thời điểm từ năm 97 giải phóng mặt bằng cho đến năm 2006 là được đưa vào sử dụng trên một cái hệ thống đầm lầy tên là Nong Mua. Cả nhà là như vậy. Như vậy thì chúng ta đến một cái phi trường mới. Mân trước Bangkok họ có một phi trường nữa tên là phi trường Đông Vương, cách đây 40 cây số ở nhà rời phía phía tâm Bắc Thái. Như vậy thì bây giờ đoàn mình sẽ rời khỏi vị trí của của tỉnh Subutrakhand của thủ đô Bangkok để chúng ta đến với cái vị trí này cả nhà. Đó chính là chúng ta sẽ đi vào một cái tỉnh gọi là tỉnh Chạch Trinh Sau. Xong cái tỉnh Chạch Trinh Sau này thì đoàn chúng ta sẽ đến với một cái tỉnh tiếp theo nữa, đó chính là tỉnh Chonburi. Và đoàn mình sẽ dùng cơm ở tại tỉnh Chonburi này, đó chính là thành phố Pattaya. Như vậy đây là bản đồ của người Thái này cả nhà nha. Cái này là vùng vịnh Thái Lan này. Đây vùng vịnh Thái Lan. Cái phía bên này là phía Bắc để giáp với Myanmar, Miến Điện cả nhà. Như vậy mình đáp xuống tại vị trí này gọi là miền Trung, thủ đô Bangkok. Đi 1000 cây số chúng ta sẽ về đây, Miến Điện. Từ vị trí Bangkok này chúng ta đi 1000 cây số sẽ về với Phuket, cả nhà, miền Nam đất nước Thái Lan giáp với Malaysia. Như vậy xe mình hiện tại đang đi về hướng gì ạ? Hướng Đông Bắc Thái là hướng này. Như vậy chúng ta sẽ đến với tỉnh Chonburi. Hết tỉnh Chonburi này sẽ đến với Phetchaburi và đến Chad, và tỉnh trồng trái cây sầu riêng rất nhiều. Và đến với đất của Campuchia, Sihanouk sẽ về với Kiên Giang, Rạch Giá, Cà Mau của chúng ta. Đó, đang định hình hướng đi cho đoàn chúng ta là như vậy. Như vậy thì đoàn chúng ta sẽ đến với nhà hàng cho tất cả quý khách chúng ta Whitney mình dùng bữa tối ha, tại một tòa nhà tỷ phú. Mình biết tập đoàn CP thức ăn gia súc không ạ? Như vậy mình sẽ dùng cơm tại tòa nhà tỷ phú, công ty phú này luôn, tỷ phú gà. Xong ăn cơm xong thì cháu Vinh sẽ đưa nguyên gia đình chúng ta xe 110 mình cho đi ngược về lại với khách sạn và nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi nha. Nếu như có còn thời gian thì đoàn chúng ta muốn đi đâu chơi thì Vinh sẽ sắp xếp cho chúng ta đi chơi, còn nếu như không còn thời gian thì mình ngủ nghỉ ngơi quý vị ha. Như vậy sáng ngày mai thì chúng ta sẽ dùng bữa sáng và sẽ đến với một vườn vườn nhiệt đới non nước để chúng ta tham quan coi show và tham gia chương trình Big Budding và ăn cơm trưa ở tại vị trí khu du lịch non nước này. Xong rồi đoàn chúng ta sẽ rời cả nhà và tham quan một bức tượng Phật nặng 999 cây vàng, một điểm tâm linh cực kỳ đẹp của đất nước Thái Lan, nơi thờ xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 999 cây vàng được tạo ra trên một vách núi từ năm 96. Rồi đoàn mình sẽ đi tham quan một cái xí nghiệp cây cao su của người Thái và chúng ta sẽ ăn cơm tối ha. Như vậy xong rồi chúng ta sẽ về lại với thủ đô Bangkok, thì buổi sáng đó thì mình sẽ trả phòng. Như vậy thời gian và lịch trình như thế nào thì tí nữa ăn cơm tối xong Vinh sẽ dặn lại sau được không ạ? Tại vì bây giờ Vinh dặn thì đoàn chúng ta sẽ quên nha cả nhà. Là như vậy thì bây giờ bắt đầu xuất phát, thì hiện tại mình đang ở tại vị trí này. Như vậy thì gia đình chúng ta nhìn ra thử đất Thái có rộng không ạ? Dân Thái có có chặt không? Mật độ dân số thưa đúng không ạ? Như vậy thì cái người Thái đó cả nhà, tổng diện tích người Thái là 514.000 km2. Như vậy sao mình chưa có định hình được, nhưng mà mình lấy diện tích của Việt Nam cộng với diện tích của đất nước Lào thì mới bằng diện tích đất nước Thái Lan hiện tại. Nhưng mà dân số người Thái chỉ có 68 triệu dân thôi. Như vậy thì tính ra mật độ dân số của người Thái sao ạ? Thưa. Như vậy họ chỉ có đông người ở tại khu vực của thủ đô Bangkok đến thời điểm hiện tại gần 12 triệu dân. Và người Thái họ có tổng cộng là 77 tỉnh thành. Như vậy thì riêng cái thủ đô Bangkok đã chiếm 12 triệu dân trong 68 triệu dân rồi. Nên tại thủ đô Bangkok sao mật độ dân số rất nhiều và kẹt xe. Còn riêng chúng ta đi ra tỉnh của Thái mình thấy không ạ? Rất là vắng. Như vậy thì một gia đình người Thái họ có thể sở hữu từ 4 đến 5 hectare đất là chuyện bình thường. Nên nền nông nghiệp của đất nước Thái Lan là một nền nông nghiệp sao cực kỳ phát triển. Nên từ lúa sao quý vị ha, từ tất cả giống cây trồng sao ạ? Mình thấy không, giống từ đâu ạ? Từ Thái Lan về là như vậy. Như vậy thì cái đó có thời gian mình sẽ chia sẻ sau. Đoàn chúng ta sao mình bay chuyến bay đúng không cả nhà? Từ vị trí của các tỉnh chúng ta mới lên Hà Nội rồi chúng ta mới bay một chuyến bay như vậy. Thì mình biết đoàn chúng ta cũng vậy, cũng mệt nha, cũng mệt. Như vậy thì bây giờ trên xe thành viên nào mình đang mệt cái nhà ha, mình cứ ngã ghế ra nghỉ ngơi ha. Thành viên nào còn năng lượng, còn sức khỏe thì nghe Vinh chia sẻ chơi cả nhà. Tại vì sao ạ? Tại vì Whitney tổ chức như vậy quý vị cũng là một cái cơ hội để chúng ta đi tìm hiểu văn hóa vùng miền, cũng là một cái nơi để chúng ta ngồi lại gắn kết lại với nhau để chúng ta có một cái cơ hội để phát triển kinh tế gia đình chúng ta đi lên nữa. Như vậy thì bây giờ Vinh chia sẻ một xíu ha về văn hóa. Đấy, có cái ghế cả nhà, mình sử dụng bấm nút thì sao nó ngã ra, nhưng mà Vinh khuyên nè, ngã ghế chúng ta ngã vừa thôi, ngã nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng người ngồi sau và chúng ta sẽ mệt hơn và sẽ mệt hơn nha. Còn Vinh khuyên là sao nên thẳng lên một tí để chúng ta nghỉ ngơi là như vậy.
để chúng ta có năng lượng. Cuộc sống này cái gì quan trọng nhất cả nhà? Sức khỏe, đúng không cả nhà? À, tuyệt vời đúng không ạ? Nếu như chúng ta có sức khỏe, chúng ta sẽ có hết tất cả. Có sức khỏe mới làm ra tiền được, quý vị ha. Như vậy đây là mong rồi chúng ta năm ngày bốn đêm làm cái gì làm quý vị ha. Chúng ta luôn có cái sức khỏe đó, cái máy lạnh đó cả nhà mình có thể điều chỉnh lại nha, điều chỉnh lại để phù hợp với cái nhiệt độ của chúng ta. Tí nữa cô xuống ăn cơm mới đi ngang cái xe đó, mình chụp hình cái biển số xe giùm cho em. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Là cái biển số đoàn của chúng ta là 110, được không ạ? Tại vì rất là đông vừa, các quý vị mặc đồ giống như nhau, các bác mặc đồ giống như nhau, Vinh cũng không biết được, nhưng mà Vinh sẽ đưa các bạn lên. Như vậy thì bây giờ Vinh sẽ cho cái số điện thoại của Vinh nha. Gia đình chúng ta, tất cả các thành viên chúng ta đều phải lưu số điện thoại của em lại, chắc chắn sẽ là đoàn 5.000 người chắc chắn sẽ lạc thôi quý vị, chứ không thể nào mà được. Như vậy nếu lạc điểm nào gọi điện, được không ạ? Vinh chạy lại bên đó, chứ đoàn chúng ta đi tìm hướng dẫn viên tìm không có ra đâu. Bị bất kỳ một vấn đề gì trên một đường tour thì thứ nhất là gia đình mình sau ngoại ngữ. Cả nhà, thành viên nào chúng ta biết ngoại ngữ, chúng ta hỗ trợ cho những thành viên sao không biết ngoại ngữ, được không ạ? Còn nếu như cả xe mình sao mình không có biết thì cứ gọi điện cho con nha. Cũng đừng có ngại rằng là để Vinh 12 giờ đêm rồi để nó ngủ rồi, không dám gọi. Con sẽ để điện thoại con và cháu Vinh sẽ để điện thoại 24/24. Nên là tối mà có đâu cũng chụp nhà này nha, có bất kỳ một vấn đề gì trên một đường tour cứ gọi điện cho Vinh. Hoặc là gia đình mình sao đi Vinh ơi, cái xe nó say quá mà uống thuốc ở Việt Nam sao nó không có hết, thì cứ nói con nhà, con sẽ chuẩn bị một ít thuốc say xe Thái Lan nha. Như đoàn chúng ta sao, cái này tặng cho đoàn chúng ta cũng không đáng bao nhiêu tiền, miễn sao là 39 vị khách nè. Con Vinh là một thành viên trong gia đình Disney của mình, và Vinh cũng có 39 vị khách trên xe, cũng là thành viên trong gia đình của Vinh. Thì con hỗ trợ được gì cho các ông, các cụ, các bạn, giống như bố mẹ con, ông bà con đi du lịch vậy thôi. Và như vậy thì Gia Bảo với lại với Vinh sẽ là luôn đồng hành cùng với đoàn chúng ta cả nhà. Nên là điện thoại Vinh sẽ để 24/24. Thì quay lại cái câu chuyện một xíu là ẩm thực người Thái họ sẽ gì, cay nhiều và nhiều gia vị. Thì Vinh sẽ dặn bắt tài, thì xin lỗi cả nhà, Vinh sẽ dặn nhà hàng họ sẽ giảm cái đó lại một xíu. Ví dụ hôm nay Vinh đưa cái nhà hàng này không ổn thì ok không sao hết nha, con nói là bên ban tổ chức một xíu thì họ sẽ làm tốt hơn cho đoàn chúng ta. Thì như vậy miễn sao là chúng ta có cái niềm vui là được rồi quý vị nha. Như vậy thì Vinh chia sẻ sơ lược tất cả những điều nhân quan trọng của người Thái, họ có hai cái và đặc biệt quan trọng, đó chính là Phật giáo và hoàng gia. Cả nhà, mỗi con người chúng ta sẽ có một đức tin vô linh tại ngã mà hiểu linh tại ngã, tất cả từ trong bản thân của mình cả nhà. Và một đường sao mình tin không có tội, không tin không có tội, mà chúng ta phỉ báng lòng tin và đức tin của một người chúng ta mới là người có tội. Như vậy thì mình đến Thái không biết mỗi thành viên sẽ có một đức tin riêng đó, chúng ta cứ đến điểm tâm linh người Thái coi đây là một điểm tham quan và du lịch để chúng ta biết thêm một chút ít kiến thức. Còn đức tin mình cứ giữ cái đức tin của mình, được không cả nhà? Còn đừng có sợ một vấn đề gì hết ở tại Thái nhá. Và vấn đề thứ hai tôi muốn chia sẻ đó chính là gì? Hoàng gia Thái trên xe này có hệ thống camera cả nhà, quay bắt tài sao bên dưới quay đầu chúng ta có hệ thống ghi âm lại trên xe hết cả nhà. Nên sao, nên những lời nói mà đụng chạm đến hoàng gia Thái, đặc biệt đó chính là đến vua Thái và hoàng gia, tại sao họ phạt tù rất nặng, đó chính là rơi vào điều luật khi quân của đất nước Thái Lan. Mình có nghe không ạ? Nên sao, nên vừa rồi cả nhà có một cái vị khách Trung Quốc, ông đến Thái mà cái thời điểm nó rơi vào ngày 13/10/2016, cái thời điểm vua Thái băng hà, vua Rama chính băng hà, đất nước Thái Lan khóc cả nhà như mưa, và họ cấm những hoạt động vui chơi giải trí một tháng, dân Thái mặc đồ đen một năm trời để tăng được. Như vậy họ để di ảnh của vị vua ngoài đường. Có ông khách Trung Quốc cả nhà, ông đi ngang qua sao ông lấy cái viết long đó cái gì ha, ông mới vẽ vẽ râu cho vua, thì sao thì người ta check camera và người ta bắt đến tại phòng khách sạn luôn. Là như vậy nên chúng ta mình không có nói những cái lời không hay đối với hoàng gia Thái vậy ha. Như vậy nên là vừa rồi hoàng gia Thái mới ký một cái quyết định là ân xá cho Thạc Sĩn Sinh xuống còn 1 năm tù giam đó cả nhà. Tất cả mọi vấn đề đất nước Thái Lan này muốn được ân xá phải thông qua vua Rama của đất nước Thái Lan. Như vậy cả nhà sẽ ăn cơm sáng, 12 giờ đêm họ sẽ ăn cơm trưa, và 4-5 giờ sáng họ sẽ ăn cơm chiều. Đây là thành phố hoạt động về đêm, sống về ban đêm cả nhà. Họ được lập bởi 76 tỉnh thành còn lại. Nên tại sao chúng ta đáp chuyến bay xuống không đi một tỉnh thành nào trong 76 tỉnh thành trên, và chúng ta lại xuống Bạch Tây cả nhà. Như vậy sao? Như vậy thì nó lại gắn liền với cái lịch sử của Việt Nam chúng ta. Và đây người ta cho rằng đây là một thành phố châu Âu bên trong lòng châu Á. Người dân ở đây họ hơn có 100.000 dân Nhưng mà kinh tế họ đóng góp cho đất nước Thái Lan chiếm là tỷ trọng 25% trong ngành du lịch của cả nước của họ, rất lớn.
À, như vậy thì tí nữa chúng ta xuống cả nhà ha. Như vậy thì Vinh chia sẻ một xíu. Thì cái thành phố này trước kia nó giống như là một cái làng chài nhỏ ven biển không? Ở Quảng Ninh mình vậy đó, ở Hải Phòng mình như vậy thôi, cuộc sống rất đổi bình thường. Nhưng bắt đầu giai đoạn từ giờ, từ năm giờ 55 đến năm 60 cả nhà, khi mà cái người Mỹ họ đến Thái nè, cả nhà họ mượn những căn cứ quân sự tại Bắc Nước Ta. Trong đó họ mượn hai sân bay, đó chính là sân bay Utapao và sân bay Udon Thani. Và ở tại nơi chúng ta đến cách đây tầm khoảng cỡ 80 cây số nữa có một sân bay, gọi là sân bay Utapao. Sân bay này chứa máy bay B-52. Trước kia sao ạ? Đổ tại đây, bay về Hải Phòng, Hà Nội chúng ta thả bom. Cả nhà chứ không phải ở tại khu vực Sài Gòn, ở đây cả nhà. Và khi có sân bay có gì ạ? Có hạm đội như vậy là có người lính Mỹ sống ở tại thành phố này. Bây giờ và người lính Mỹ như vậy ban ngày họ đi ở chiến tranh đúng không ạ? Tối như vậy họ rảnh cả nhà. Họ mới bắt đầu sao? Họ mới ra họ mới uống bia uống rượu. Như vậy thì người Thái chốt một cái cơ hội là gì ạ? Là kinh doanh buôn bán phục vụ cho người Tây. Đây cái nhà tỷ phú cả nhà. Đó, mình thấy cái tòa nhà đối diện trước mặt không? Đó cả nhà, thì trong đó là không có ai ở đó. Cái đó là thờ, đó chính là thờ xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tượng Phật, xá lợi Phật, xá lợi các vị thánh, xá lợi các vị sư riêng ở đó là thờ. Nhưng mà xui cái là cái đợt vừa rồi nó có bị cháy rồi cả nhà. Nhưng mà may mắn một điều, từ cả nhà ơi, từ cả nhà ngồi xuống ghế cho con hết. Cả nhà ơi, ngồi xuống ghế hết, Đi lại ghế ngồi hết cả nhà. Chừng nào con nói cả nhà, mình mới di chuyển cả nhà. Là cứ ngồi trên ghế hết cả nhà. Chúng ta và sẽ dán quanh tay luôn rồi cả nhà. Buộc giống như là cái băng cả nhà. Đó, bây giờ mình gỡ cái miếng băng keo ra cái nhà, rồi mình mang vào cái tay mình tạo thành cái vòng đó, mình mang vô để người ta biết được là khách đi ăn cơm. Xé cái miếng băng keo ra thì mình bỏ vào túi rác cái nhà nhà, đừng có bỏ lên trên xe, thì mình giữ cho nó sạch sẽ. Bảo ơi Bảo, dạ. Có chị hỏi cây gì mà nhiều quả này kia? Cây ở đường bền ạ. À. Cây gì? Cây đường bền ạ. À. Cây đường á? Vâng ạ. Cái đường ở bên đường. Chào con. Con là hướng dẫn viên chứ con có nhà sinh vật cảnh đâu. Cây đường bên trái cây gì? Chị hỏi cây gì? Chết công chứ đi. Cây gì? Con là hướng dẫn viên phải biết được hết. Ôi giời ơi. Ơ mấy cái dòng này hết đến đâu rồi? 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 Đó, đèn sáng trước mặt đầu xe, nhìn thẳng ra là thấy. Được không ạ? Như vậy bây giờ là mình vô mình ăn cơm, 8 giờ 15 là có mặt ngay chỗ cái bồn đó cho con. Được không? Cái chỗ to bự đó mình. Nhà mình ơi! Tập trung, xong chưa? Di chuyển lại ở 110 kia. Dạ. Xe hàng. Đây. Xe hàng. Mình đã ăn ở đây rồi. Thank you.
1, 5, 4 đây.